Xin chào mọi người đến với Mimin Tarot. Mình ở đây để sẻ những trải bài chung liên quan đến vấn đề tình cảm và công việc dành cho các bạn. Đây là những trải bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Và không phải lúc nào các bạn cũng sẽ nhận được thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Ngày hôm nay thì mình đem đến chủ đề đó là năng lượng hiện tại của bạn là gì. Và với cái năng lượng đó ấy, thì bạn sẽ thu hút điều gì đang đến với bạn. Chúng ta có 3 sự lựa chọn, 1, 2, 3. Hãy chọn cho mình một tụ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất. Ok, và chúng ta sẽ đến với tụ bài đầu tiên nhé. Xin chào mọi người, đến với tụ bài đầu tiên. Đây là trải bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Và không phải lúc nào các bạn cũng sẽ nhận được thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Với cái câu hỏi đó là cái năng lượng hiện tại của bạn là gì và bạn đang thu hút cái điều gì đến với cuộc sống của các bạn, thì mình thấy đây á, có thể là các bạn đã đang trải qua những cái sự thay đổi rất là lớn và bất ngờ trong cuộc sống của các bạn. Có rất là nhiều thứ mà nó bấy lâu nay đó là cái vùng an toàn, hoặc là những cái thứ mà nó giới hạn trong cuộc sống của các bạn. Ý là nó khiến nó giới hạn bạn trong một cái tiêu chuẩn nào đó, một cái tình huống nào đó, hay một cái kế hoạch nào đó hết sức là cứng nhắc. Thì mình thấy là cái thời điểm tiếp theo á, bạn sẽ bung nó ra, bạn sẽ những cái thứ mà nó kìm hãm bạn ấy, bạn sẽ quyết định phá vỡ nó ra, chặt bỏ nó đi. Và cái điều gì đến thì nó cũng sẽ đến thôi. Tức là những cái thứ cũ kỹ, những cái thứ nó không còn phù hợp và phục vụ cho bạn trên cái cuộc hành trình tiếp theo, nó sẽ sụp đổ xuống. Mình thấy á, bạn có thể thời điểm hiện tại ấy, mọi thứ nó đã bắt đầu có dấu hiệu của sự chuyển đổi, của cái sự thay đổi rất là lớn đến với cuộc sống của các bạn rồi. Có thể là các bạn đã bắt đầu có những cái giấc mơ, những cơn ác mộng, những giấc mơ liên quan, có thể là dự báo. Đối với một số bạn sẽ là những cái giấc mơ dự báo về những cái điều tiếp theo xảy ra. Đôi khi thì nó sẽ khiến cho bạn cảm thấy rất là hoang mang. Và mình thấy đây là một cái giai đoạn chuyển hóa rất mạnh mẽ đến với cuộc sống của các bạn. Các bạn biết không, đôi khi thì những cái sự sụp đổ ấy, chúng ta nếu như mà nhìn bằng mắt thường, nhìn bằng những cái suy nghĩ gọi là nhìn một cách gọi là phiến diện ấy, thì chúng ta sẽ thấy nó tiêu cực. Nhưng thực chất nó chính là cái tác động của vũ trụ cũng như là của năng lượng của bạn tác động đến cái quá trình này, để nó đẩy những cái điều mà nó còn kìm hãm bạn, những cái chướng ngại vật còn kìm hãm bạn trong cuộc sống, để bạn trở thành một cái con người mới, một giai đoạn mới đến với cuộc sống. Mình thấy đây bạn đang được ban phước lành. Tuy nhiên thì bạn đang rất sợ hãi với những thứ mà nó đã đang diễn ra. Đối với một số bạn thì mình thấy là các bạn, cái điều này đã diễn ra rồi. Sự sụp đổ này có thể là một công việc thời đại mà, thời kỳ dịch bệnh mà, cho nên có thể các bạn sẽ thất nghiệp, không có việc, hoặc là một tình yêu nào đó kết thúc, hoặc một bất kỳ một cái vấn đề, một cái tình huống nào đó. Và khi mà nó kết thúc ấy, nó khiến cho bạn cảm thấy rất là sợ hãi và chỉ muốn trốn trong cái vùng an toàn của bản thân mà thôi. Các bạn từ chối, có thể là các bạn dãy dụa từ chối cái việc phải bước tiếp, mà còn ở lại trong cái tình huống cũ, cố gắng ở lại trong tình huống cũ, không muốn thoát ra. Thì mình thấy ở đây á, cái năng lượng của bạn cụ thể á, đó là một cái năng lượng của sự sợ hãi của những thứ đang xảy ra. Tuy nhiên thì, và các bạn từ chối cái việc phải thay đổi, từ chối cái việc phải bước tiếp, từ chối cái việc phải đón nhận những cái thứ mới đến với cuộc sống, bởi vì bạn sợ hãi. Nhưng đây là một giai đoạn chuyển hóa rất mạnh mẽ trong cuộc sống của các bạn. Các bạn đang chuyển sang một cái giai đoạn mới, một cái giai đoạn là các bạn phấn đấu trở thành một cái phiên bản khác. Có thể sẽ rất nhiều thứ liên quan đến nhận thức, nhân sinh quan, thế giới quan của các bạn nó thay đổi. Và tất nhiên rồi, khi mà nó thay đổi thì mình luôn nói nó là một cái quá trình hết sức là khó khăn. Tuy nhiên các bạn sẽ làm được thôi, các bạn sẽ vượt qua được thôi. Hãy đi qua cái cây cầu của quá khứ. Đây là cái thời gian để chữa lành, cũng như là kết nối với bên trong, cũng như là giải phóng những cái gì mà nó thuộc về quá khứ, hay là nó không còn phù hợp cho các bạn nữa. Nó, các bạn cứ tưởng tượng mà xem, các bạn ở quá lâu trong một ngôi nhà nó đã dột nát rồi, nó sắp như là xuống cấp rồi. Các bạn một buộc là phải chuyển nhà, hai là phải sửa nhà ngay lập tức, nếu không một ngày nào đó nó sẽ sụp vào đầu bạn. Giống như cái người này này, khi mà họ đi qua cây cầu này, có lẽ là họ sẽ dùng những cái ngọn lửa của mình để thiêu đốt cái cầu này đi, tức là để mọi thứ thuộc về quá khứ. Mình thấy cái kế hoạch này, cái kế hoạch vũ trụ, hoặc là những cái thứ trong cuộc sống của các bạn nó diễn ra, nó để đẩy những cái chướng ngại vật vô hình, có thể là vô hình, có thể là nó đã luôn tồn tại trong cuộc sống của các bạn rồi, và đến thời điểm hiện tại nó sẽ được hất đi, nó sẽ được đẩy đi. Tuy nhiên thì các bạn cần có một cái tầm nhìn, cũng như là có một cái sự
Nhìn mọi thứ, đánh giá mọi thứ từ nhiều phương diện khác nhau để thấy được cả mặt tích cực cả tiêu cực của cái việc này mà nó xảy ra. Và hãy chờ đi, mình thấy là sẽ có những cái sự thay đổi đến với cuộc sống của các bạn. Các bạn sẽ được khởi đầu mới, sẽ được tái sinh mà thôi. Cho dù đó là bất kỳ điều gì đó, có thể thời điểm hiện tại các bạn đang thất nghiệp, đang không có việc chẳng hạn. Các bạn cảm thấy rằng những cái chuỗi ngày này nó sẽ rất là tồi tệ hay gì, nhưng mà yên tâm. Mình có nhớ một cái câu mà mình không nhớ là ai nói, tên tiếng Anh dài dài. Đấy là trước khi mà bình minh tới, đêm sẽ cực kỳ là đen. Thì có thể các bạn đang ở trong cái đêm đen, cái đêm đen đó, và trước khi mà bạn thấy ánh sáng ấy, nó sẽ cực kỳ là cảm thấy, bạn cảm thấy cô đơn, tồi tệ mọi thứ, nhưng mà các bạn sẽ được tái sinh, các bạn sẽ được khởi đầu mới. Các bạn sẽ bung lụa, sẽ được bung lụa cũng như là gạt bỏ tất cả những cái thứ mà trước đây nó xiềng xích bạn. Các bạn tìm về với, đây cũng chính là cái thời khoảng thời gian rất là thích hợp để các bạn tìm về với bản thân, tìm về với cái giá trị bên trong của các bạn, chăm sóc nuôi dưỡng cho cái giá trị của bản thân bạn. Thì mình có đọc một bài viết của một ai đó, mình không giỏi nhớ tên. Bài có nói rằng là các bạn có thể nhìn cái việc dịch bệnh hay tất cả mọi thứ tiêu cực đến với cuộc sống của chúng ta ấy, ở một cái khía cạnh khác. Tất nhiên rồi, là có tiêu cực thì chúng ta cũng nhìn lại ở cái khía cạnh khác. Đó là đây là cái lúc để chúng ta sống chậm lại, cũng như là để cho trái đất này nghỉ ngơi, nhìn nhận lại tất cả mọi thứ trừ từ trước đến nay để có thể thay đổi cách sống cũng như là cách nhìn nhận. Mình ra các bạn sẽ tìm lại cho mình được cái sự hài hòa và cân bằng thôi. Đến cuối cùng điều đó sẽ đến, và mình thấy một cái nhận thức mới nó sẽ đến với cuộc sống của các bạn. Ok, vậy thì chốt lại cái tụ bài này, năng lượng hiện tại của bạn là gì? Mình thấy bạn đang sợ hãi và từ chối bước đi trên cái con đường tiếp theo. Nhưng các bạn sẽ không thể chống lại được cái dòng chảy của cuộc sống đâu, của vũ trụ đâu. Và hãy luôn nhớ rằng bạn được ban phước lành, và tất cả những cái kế hoạch này á, những cái điều nó diễn ra trong cuộc sống của các bạn ấy, nó là một cái phước lành, nó là một cái phép màu, chỉ là thời điểm hiện tại các bạn không nhận ra nó là cái phép màu mà thôi. Và cái sự việc này nó xảy ra, những cái sự việc này nó đến với cuộc sống của các bạn ấy, nó giúp để đẩy những cái chướng ngại vật thật sự ra khỏi cuộc sống của bạn, nó hướng bạn đi đúng đường hơn. Và yên tâm, có rất nhiều sự khởi đầu, sự tái sinh sẽ đến với các bạn. Đây, hãy dành cái thời gian thời điểm hiện tại cho bản thân mình để chữa lành, cũng như là tập trung vào cuộc sống và bản thân, chăm sóc cho khu vườn của bản thân, nâng cao giá trị của bản thân để đón nhận những cái điều tốt đẹp hơn nó sẽ đến nhé. Điều tốt đẹp hơn, điều gì sẽ đến thì mình thấy là những cái sự khởi đầu mới, những sự tái sinh mới, giống như là cái lá bài này này. Khi mà cháy rừng á, cháy rừng xong á, thì những cái chồi non lên nó sẽ rất là tươi tốt. Tức là thường thì sau khi mà cháy rừng thì nó có mùa, thế là nó có mùa cháy rừng. Khi mà cháy rừng xong ấy, nó sẽ ngày càng kích thích và thúc đẩy cái hệ sinh thái, nó ngày càng phát triển hơn. Nó giống như là không khác gì chú Phượng Hoàng, con chim Phượng Hoàng ấy, tự thiêu đốt mình để trở nên rực rỡ hơn, đẹp hơn. Và các bạn đang trên hành trình trở thành cái phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân mình. Mình hy vọng là các bạn sẽ làm được nhé. Chúng ta đến với tụ bài số 2. Xin chào các bạn, đến với tụ bài số 2 là trải bài chung. Chính vì vậy nó nhận thông điệp một cách cởi mở nhất, và không phải lúc nào các bạn cũng sẽ nhận được thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Với câu hỏi đó là năng lượng hiện tại của bạn và bạn sẽ thu hút cái điều gì nó đang đến, thì năng lượng hiện tại của bạn, mình thấy là bạn đã có khoảng thời gian để mà ngắt kết nối với bên ngoài, bạn đi tìm cái tiếng nói bên trong, và mình thấy là bạn đã tìm thấy cái thánh địa bên trong cuộc sống của các bạn rồi. Bạn đã trưởng thành hơn rất là nhiều rồi. Và bây giờ thời điểm hiện tại mình thấy bạn đang rất là cảm thấy trọn vẹn, vui vẻ, đong đầy cảm xúc trong cuộc sống này. Bạn cảm thấy, có lẽ là bạn cảm thấy chưa bao giờ mình giác ngộ như thời điểm hiện tại, hiểu biết mọi thứ, quy luật cuộc sống, quy luật vũ trụ như thời điểm hiện tại. Bởi vì các bạn đã trải qua một cái quá trình, có thể nói là một cái giai đoạn cũng có đầy đủ cả cái vui buồn thăng trầm trong cuộc sống, và các bạn đã chọn cái việc đấy là ngắt kết nối với bên ngoài và chọn việc kết nối với bên trong, và các bạn đã tìm được cái thánh địa, tìm được cái tiếng nói ở bên trong của bản thân. Các bạn
không phải là cái người mà đấu tranh chống chọi với số phận hay là với cái dòng chảy của cuộc sống, mà các bạn chọn cái việc đấy là thả lỏng và đi theo, đúng như là thả lỏng đi theo những cơn gió xuôi dòng ấy. Và mình thấy đây á, các bạn cảm thấy, các bạn có 10 ly này, các bạn cảm thấy rất là vui vẻ, rất là trọn vẹn với cuộc sống này, với mọi thứ, với thời điểm hiện tại. Các bạn đã tìm được cái câu trả lời cho mình rồi, và một cái chu kỳ cũ ấy, nó đã hoàn thành rồi, các bạn đã hoàn thành cái bài học đó. Và mình thấy ở đây có một cái tinh thần rất mạnh mẽ, đó là các bạn đang tận hưởng mọi thứ, đang rất là, cái năng lượng ở đây rất là tuyệt vời, đong đầy cảm xúc, và các bạn đã trưởng thành rồi. Các bạn trước đây cũng là một người rất là tình cảm, đong đầy cảm xúc, nhưng thời điểm hiện tại nó giống như là các bạn đã đạt đến cực đỉnh rồi, đạt đến cái mức đỉnh cao. Vua cốc là cái sự chín chắn mạnh mẽ nhất liên quan đến vấn đề cảm xúc, vấn đề tình cảm. Các bạn biết là mình đang ở đúng vị trí mà các bạn đang cần phải ở. Và các bạn, cả kể bây giờ thời điểm hiện tại ấy, cả kể những cái điều tiêu cực hay là tốt đẹp đến với cuộc sống của các bạn ấy, thì bạn cũng sẵn sàng đón nhận. Bởi vì các bạn biết rằng là đó, cuộc sống luôn có hai mặt như vậy, luôn có chiến tranh và hòa bình, luôn có tốt và xấu. Và cái cuộc sống của bạn ấy, nó có tốt đẹp hay không ấy, nó tùy vào cái cách nhìn nhận, cũng như là đánh giá qua cái con mắt của bạn. Năng lượng ở đây rất là tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời luôn. Và các bạn còn biết một điều nữa, đó là các bạn có quyền làm chủ. Các bạn là người nắm giữ cái chìa khóa để mở mọi cánh cửa trong cái cuộc sống này, trong những cái giống như là những thứ trong cuộc sống của các bạn. Vậy thì cái điều gì mà nó đang đến à? Mình thấy đây á, các bạn kiến tạo được một điều gì đó, đó là nó là cái thành quả đến từ cái năng lượng tuyệt vời này. Nó là một cái sự khởi đầu nào đó, có thể liên quan đến công việc, tình cảm, nhưng nó là một cái sự khởi đầu vô cùng tuyệt vời, vô cùng sao nhở, tuyệt vời này. Nó giống như là được rất là may mắn, cũng như là báo hiệu một cái điều gì đấy rất là thành công. Mình cảm thấy ở đây là như vậy. Được rồi, mình sẽ xem nó là cái điều gì nhá. Và nó đến từ cái việc đấy là các bạn ý thức được bản thân các bạn là cái người làm chủ cuộc sống của các bạn. Đây là một điều rất là tuyệt vời. Wow, các bạn tụ hai rất là tuyệt đấy. True love. Nếu như đó là một tình yêu thì có thể các bạn sẽ giống như là sẽ có một cái khởi đầu mới với một ai đó, và người này có thể là tình yêu cuối cùng, tình yêu đích thực của các tình có thể là tình yêu đích thực của các bạn. Nó sẽ là một cái sự thấu hiểu từ trái tim đến trái tim. Và mình cảm thấy ở đây cái sự thấu hiểu này á, nó đến từ cái việc đấy là các bạn đã thấu hiểu bản thân mình. Các bạn biết rằng là mình cần một người như thế nào, giá trị của mình đến đâu, và những ai thì được quyền bước vào trong cuộc sống của các bạn, những ai thì được quyền ở lại, còn những ai thì các bạn được các bạn nên tránh xa. Đấy, các bạn hiểu rõ thế nào cái điều ấy. Mình thấy các bạn rất là linh hoạt, cực kỳ là linh hoạt, cực kỳ là, tức là cho dù điều gì xảy ra trong cuộc sống các bạn đi chăng nữa thì các bạn cũng sẽ dễ dàng thích ứng, bởi vì các bạn có những cái sự thay đổi góc nhìn rất là đa chiều. Wow, mình cảm thấy các bạn là một người giờ đã đạt đến cái mức độ rất là thông thái rồi. Mình rút ra thì nó nói rất là nhiều, nói về cái việc đấy là các bạn có cái sự nhận thức mới, thay đổi mới. Mình còn cảm nhận ở đây một luồng năng lượng nữa, đó là đối với một số bạn ấy, có thể là các bạn sẽ chọn cái việc là chia sẻ những cái kiến thức của bản thân, trải nghiệm của bản thân cho mọi người. Giống như là các bạn có thể là một reader, một lightworker hoặc là một healer. Các bạn sẽ chia sẻ cái trải nghiệm của bản thân cũng như cái năng lượng tuyệt vời này cho mọi người. Các bạn vô tình trở thành những cái ngọn hải đăng giúp đỡ cho mọi người xung quanh. Đây là cái khởi đầu rất là tuyệt vời. Mình rút bài thì nó không có nói rõ ra đó là cái sự khởi đầu gì, nhưng ở đây nó báo hiệu đó là, thật ra thì đối với mỗi người á, nó lại là một cái điều khác nhau. Ở đây mình thấy đó có thể là tình yêu đối với một số bạn, đó có thể là một cái khả năng về tâm linh, cũng như là hướng dẫn mọi người hướng đến một cái cộng đồng nào đó, hoặc đó cũng có thể là một cái công việc mới mà các bạn đã
chờ mong bấy lâu nay các bạn đã nỗ lực vì nó. Và mình thấy đây là cái thành quả rất là xứng đáng cho những cái nỗ lực mà các bạn đã làm. Rất nhiều lá bài nói về cái việc đấy là các bạn có tầm nhìn cao hơn rất là nhiều. Wow, rất tuyệt vời. Mình thấy là các bạn sẽ tìm ra được cái con đường cho bản thân. Đây là cái năng lượng trước đây của bạn này. Các bạn dành thời gian để relax cả, để thư giãn, để tìm hiểu sâu vào con người bên trong của bản thân. Và các bạn đã tìm thấy rồi. First line, các bạn sẽ bắt đầu một cái chương mới, một cái cycle mới, một cái chu kỳ mới. Mà ở đó mình thấy rằng là các bạn sẽ được sống là chính các bạn, bằng khả năng của các bạn. Và cái lá bài này cũng nói về cái việc đấy là full moon, một cái kỳ trăng nó đã kết thúc rồi. Một cái cycle mới nó đang đến với cuộc sống các bạn. Ok, mình sẽ rút thêm nhá, xem còn cái thông tin gì về cái việc đang đến hay không. Tại vì ở đây tụ bài này thì mình thấy là nó có khá nhiều trường hợp, và mình cũng đã nêu ở trên rồi đó. Mình luôn nói đây là cái kết nối quan trọng nhất của chúng ta, không phải là twin flame, không phải là soulmate với người khác, không phải là karma hay bất kỳ vấn đề gì khác đối với bên ngoài đâu, mà cái kết nối quan trọng nhất đó là kết nối với bản thân của các bạn. Bạn chỉ cần bạn kết nối được với bản thân của các bạn ấy. Nếu bạn không kết nối được với bản thân của các bạn ấy, thì những cái mối quan hệ khác mình nghĩ là nó sẽ vô nghĩa rồi. Nó sẽ không có được thứ mà nó sẽ không đúng lắm. Ok. Freedom. Đây mình một cái sự phát triển tâm linh rất mạnh mẽ đến từ các bạn. Các bạn giờ có lẽ là các bạn cảm thấy tự do hơn bao giờ hết và muốn được tự do hơn bao giờ hết. Có thể đối với một số bạn đây, mình cảm nhận có thể các bạn sẽ là một light worker. Vì thường là những light worker ấy sẽ là những cái người mà có rất là thích sự tự do và rất là ghét cái sự gò bó. Họ sẽ là những cái người lan tỏa ánh sáng. Thật ra ấy, đó cũng không phải là một cái sứ mệnh gì đó quá là kinh khủng hay gì đó đâu, cho nên là các bạn không gì mà sợ hãi nhá. Các bạn chỉ cần sống đúng với bản chất của các bạn ấy, nó đã là giúp đỡ người khác rồi. Ok, đó là tụ bài số 2 nhá. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhấn like và đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye. Xin chào các bạn đến với tụ bài số 3. Đây là trải bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất, và không phải lúc nào các bạn cũng sẽ nhận được thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Với câu hỏi đó là năng lượng hiện tại của bạn là gì và các bạn đang thu hút điều gì vào trong cuộc sống của các bạn, thì mình thấy cái năng lượng hiện tại này của bạn á, mình cảm nhận được rằng là có thể là bạn vừa trải qua một cái cuộc chia ly nào đó, một cái cuộc chia tay nào đó với một ai đó. Có thể là vừa hoặc là đã trải qua nhá. Và mình thấy ở đây á, cái thời điểm hiện tại của các bạn ấy, các bạn bắt đầu nhận thức được những cái vấn đề từ cái việc chia tay của cái mối quan hệ này rồi. Thật ra thì các bạn cứ đón nhận nó một cách cởi mở nhá. Đó có thể là một mối quan hệ chia tay, hoặc một công việc, hay là bất kỳ điều gì đấy trong cuộc sống. Ở đây thì mình thấy nó hiện rõ lên là một cái sự chia tay nào đó, một cái sự chia cắt nào đó. Và cái sự chia cắt này nó đến với cuộc sống của các bạn ấy để là nó làm biến đổi, làm thay đổi cuộc sống của các bạn. Nó đưa bạn lên một cái tầm cao mới, một cái cycle mới, một cái cuộc hành trình mới. Và mình thấy ở đây á, có thể thời điểm hiện tại năng lượng của bạn ấy là các bạn bắt đầu nhận thức được vấn đề rồi. Tuy nhiên thì mọi thứ xung quanh bạn nó vẫn là một cái màn sương đen mù mịt, giống như là lá bài này này. Màn sương đen mù mịt, mây đen kéo dầm trời, các bạn vẫn chưa có nhìn thấy rõ được cái đường đi của mình, nhưng các bạn đã bắt đầu nhận thức rồi. Và mình thấy ở đây á, mình thấy là các bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ thông qua những cái dấu hiệu, có thể là những con số này. Ở đây có thể là 222 nha. Những con số sẽ gợi ý, hoặc là 1111 sẽ gợi ý cho bạn về những cái con đường tiếp theo mà bạn phải đi, hay là những cái dấu hiệu được đem đến dẫn đường cho bạn. Và mình thấy là cái năng lượng của bạn cũng như là cái nhận thức của bạn ấy, nó đang được nâng lên cái tầng cao mới. Có thể thời điểm hiện tại mình thấy là, một là các bạn rối loạn giấc ngủ này, hai là bị nói chung là ăn không ngon, ngủ không yên này, thứ ba là các bạn bị hay bị nhức đầu á.
Đó là bởi vì mình cảm nhận được ở đây á, có thể là vũ trụ đang tìm cách đang đang tìm cách gọi là truyền tải những cái năng lượng mạnh mẽ xuống cho bạn, và các bạn đang download nó xuống, kiểu tải nó xuống ấy. Đến một cái thời điểm nào cần thiết ý, thì bạn sẽ sử dụng cái nguồn tài nguyên mà các bạn đã download đó. Cho nên là có thể bạn sẽ hơi bị nhức đầu hoặc là ăn không ngon, ngủ không yên gì đó. Mình cảm nhận ra được, mình cảm nhận được ra rằng á, đấy là các bạn sẽ tự tay chính các bạn làm sạch cái không khí của các bạn. Các bạn sẽ gạt bỏ cũng như là quét bỏ đi những thứ mà nó không còn phù hợp trong trong cuộc sống của các bạn. Và mình thấy ở đây á, đôi lúc bạn còn nghĩ về họ và họ cũng nghĩ về bạn. Thật ra mình còn cảm nhận một điều nữa, đấy là cái người mà đối tác của bạn, đã từng là đối tác của bạn hoặc cái người có tương tác với các bạn trong cái mối quan hệ này á, họ giữ một cái vị trí rất là quan trọng trong cái hành trình của các bạn. Họ cũng là cái người mà đã có giao ước với bạn rằng là à, xuống đây thì các bạn sẽ tương tác với nhau như thế nào, để học những bài học gì. Và vì thế á, hãy tha thứ cho họ đi. Hãy cũng như là tha thứ cho chính bản thân mình, đừng trách móc gì nữa. Thật ra khi mà bạn không đến được với họ ấy, đó cũng là một loại ban phước lành, một kiểu ban phước lành đó. Và mình thấy đây, đối với một số bạn ấy, thì các bạn đã thoát ra được khỏi những cái ký ức cũ cũng như là cái năng lượng cũ nó còn bao vây các bạn rồi, và các bạn đã làm sạch nó cũng như là có được cái sự chữa lành, có được cái sự giác ngộ cũng như là nói chung là có một cái sự rất là phát triển ở đây. Một điều nữa đó là có thể bởi vì ảnh hưởng của cái năng lượng chung ở thời điểm cái năng lượng ở thời điểm hiện tại á, đến bạn, nó đang gây làm cho sức khỏe của bạn cũng như là đời sống của các bạn nó bị xáo trộn ấy, thì hãy nhớ đến cái việc chăm sóc cho bản thân bằng cách gì. Các bạn có thể nghe nhạc nhẹ nhàng này, có thể mình nghĩ là đối với một số bạn có lẽ là các bạn sẽ không ăn được một số thực phẩm nào đó, ví dụ như là thịt, các loại thịt, mà các bạn hướng đến cái lối sống ăn chay nhẹ nhàng hơn. Và cả kể bản thân mình cũng thế, bây giờ nếu như mà mình ăn những thứ mà nó cứ dính dáng một tí đến thịt là mình sẽ rất cảm thấy rất là khó chịu. Tức là cơ thể nó đang tìm cách để đào thải ra, các bạn sẽ không ăn được một số món mà hướng đến cái việc đó là ăn xanh, sạch hơn. Bởi vì thường là thịt là một cái năng lượng ở tần số thấp mà. Bây giờ nó đang không còn phù hợp với cái năng lượng thời điểm hiện tại cho bạn, nên là nó kiểu như là nó bị trigger, nó bị kích thích, nó cảm thấy cơ thể của bạn nó cảm thấy rằng là không phù hợp khi mà nạp cái thực phẩm đó vào. Ok, vậy thì cái điều gì nó sẽ đến với bạn à? Mình thấy ở đây á, mình thấy ở đây có thể đối với một số bạn ấy, nếu như mà trước đây các bạn vẫn còn đang mờ mịt trong cái việc này, tức là các bạn mới đầu nhận thức được thôi ấy, thì đến cái thời điểm tiếp theo á, các bạn sẽ chọn cái việc đấy là cầm kiếm lên và đi tìm đường cho mình, và các bạn sẽ tìm thấy thôi, các bạn sẽ quyết định được thôi. Đó có thể là đối với một số bạn, nếu như các bạn còn vương vấn, còn nhớ nhung, còn theo dõi họ qua mạng xã hội hay gì đó, các bạn sẽ chọn cái việc đấy là chặn block hoặc là không quan tâm can thiệp đến cuộc sống của họ nữa mà chỉ tập trung vào bản thân của các bạn thôi. Còn đối với một số bạn, các bạn đã làm được cái điều này rồi á, thì mình thấy là phía trước cuộc sống các bạn nó sẽ chuyển động rất là nhanh. Điều gì nó sẽ đến với các bạn à? Mình cảm thấy là một cái phước lành nào đó nó đang đến. Nó có thể liên quan đến một người đàn ông. Các bạn có ai kinh ở đây? Nếu như các bạn là đàn ông thì có thể là đây là các bạn. Ok, một ai kinh. Có thể là một người đàn ông lạnh lùng boy. Đối với một số bạn thì có thể là wow. Ok. Phan Tha, mình thấy là phía trước đang chờ đợi bạn, đó là những cái khoảnh khắc rất là vui vẻ. Có thể bạn bạn có mối đây có thể là mối quan hệ có khoảng cách về địa lý. Hoặc là cái mối quan hệ cũ của các bạn là một cái mối quan hệ liên quan có khoảng cách về địa lý, nhưng mà cho dù là có trong bất kỳ cái trường hợp nào đi chăng nữa thì sắp tới đây á, nó sẽ là một cái khoảng thời gian rất là vui vẻ. Các bạn sẽ tìm lại được cho mình cái niềm vui mà thôi. Ok. Ok, mình sẽ giúp thêm nhá. Xem gì để mà nói nữa không. Thế bạn sẽ nhận được dấu hiệu đấy, nhất là số 2222 nhé.
Các bạn đang rửa trôi những thứ trong rửa trôi trong cuộc sống của các bạn, ví dụ như là có bụi bẩn hay là những cái gì cản trở ấy, bạn sẽ tắm giống như là sẽ tắm như cô gái ở đây, tắm dưới dòng nước để gột rửa nó. Và như mình đã nói á, có thể một số thực phẩm bạn sẽ không ăn được, giống kiểu càng ngày càng trở lên ăn chay chẳng hạn, sống xanh chẳng hạn. Và các bạn đang một cái cánh cửa về tâm linh mới nó đang mở ra trong cuộc sống của các bạn đấy. Wow, mình cảm thấy mấy tụ bài hôm nay nhất là tụ số 2. Và đây ý, đó là những cái bước nhảy, nó sẽ là những cái bước nhảy, một cái sự đột phá đến với cuộc sống của các bạn. Ok, và mình xem thêm là cái điều mà nó đến với các bạn là chi nha, thu hút điều chi nha. Đối với một số bạn, đó có thể là một cái mối quan hệ nào đó với một ai king, một người đàn ông lạ lùng. Keep an open mind, có thể cái người này á sẽ rất là khác so với những cái mẫu người của bạn, cái những cái thứ mà các bạn đã tưởng tượng ra. Nhưng mà lấy các bạn có union rồi, các bạn có engagement, thì mình thấy đây là cái mối quan hệ rất là có tiềm năng để cam kết về sau. Đối với một số bạn khác, mình còn cảm nhận được ở đây á, đó có thể là một cái giai đoạn mới trong công việc, nhưng đại loại ở đây ấy, nó sẽ đến rất là nhanh nhá, cực kỳ nhanh đấy. Có thể ngay ngày mai, hoặc là thời điểm hiện tại các bạn đã có cảm nhận được cái năng lượng của mấy người này rồi. Ok, và cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhấn like và đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye.